Từ trước đến giờ nếu nói đến đám cưới thì cô dâu là vẫn thường là người được tập trung chăm chút và có nhiều thứ cần phải lo nghĩ và quan tâm nhất, từ váy cưới, trang điểm cho đến rất nhiều thứ phụ kiện liên quan đi kèm. Thế nhưng chú rể cũng là một trong hai nhân vật quan trọng nhất của tiệc cưới, và cũng giống như tất cả mọi người đàn ông khác, ai cũng nên có cho mình một bộ suit thật đẹp vừa vặn. Vậy thế nào là một bộ suit đẹp và 12 nguyên tắc cơ bản để có thể mặc suit đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này. Mời các bạn cùng theo dõi. Điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là một bộ suit đẹp phải là một bộ suit vừa vặn. Không quan trọng là bộ suit đó đắt tiền hay là dùng các loại chất liệu vải thế nào, nhưng nếu bộ suit đó không vừa khít với cơ thể của bạn thì đó không bao giờ là một bộ suit đẹp. Có rất nhiều yếu tố để tạo nên một bộ suit vừa vặn, và chúng ta sẽ cùng đi qua các bước để đánh giá một bộ suit vừa vặn là thế nào nhé. Trước khi đến với các tiêu chuẩn của một bộ suit vừa vặn thì quan trọng nhất khi mặc một bộ suit là chúng ta phải cử động thật là thoải mái. Hãy làm thử các cái hoạt động bình thường và xem là mình có hoạt động được thật là thoải mái không. Hãy thử nhấc cao tay áo, xem áo có bị kéo lên quá nhiều không, đưa tay áo vào giữa áo khoác và sơ mi, cử động có thoải mái không, có bị cứng bó không. Chỉ khi bạn thật sự thấy thoải mái trong các hoạt động bình thường khi mặc bộ suit, đó mới là một bộ suit tốt. Yếu tố quan trọng nhất của một bộ suit vừa vặn đẹp đó chính là vai áo. Phần vai áo phải được đặt nằm ở vị trí đúng trên phần vai của bạn, ôm vừa khít vào vai bạn, vạch ra một đường phẳng phiu thẳng từ cổ áo đến tay áo. Trong khi đó phần áo khoác hợp với ống tay áo để tạo nên một đường cong hoàn mỹ, phẳng phiu, không bị nếp gấp. Không được có khoảng hở giữa cổ áo sơ mi và cổ áo khoác. Chúng ta có thể thấy ví dụ ở đây là hình ảnh diễn viên Leonardo đóng trong bộ phim Great Gatsby. Phần hở cổ phía sau rất là nhiều. Và một ví dụ tiếp theo, có khoảng cách trống rất lớn giữa cổ áo sơ mi và cổ áo khoác. Phần cổ áo sơ mi có thể thấy là lọt thỏm ở giữa phần cổ áo khoác. Anh em hãy cùng với mình xem các ví dụ về một bộ suit đẹp mặc vừa vặn với phần cổ áo ôm khít lấy phần cổ áo sơ mi. Phần cổ tay áo sơ mi không quá dài để che mất bàn tay. Điều tiếp theo cần quan tâm đó chính là tay áo. Tay áo phải có độ dài vừa phải, không quá dài, không quá ngắn, để có thể cổ tay áo sơ mi vẫn thừa ra một đoạn. Ở đây đoạn thừa ra đẹp nhất là khoảng 1,5cm. Xem các ví dụ ở đây, đây là quá dài, đây là quá ngắn, phần thừa ra quá nhiều, và đây là vừa đẹp. Điều tiếp theo cần quan tâm là độ dài vạt áo. Độ dài vạt áo dưới cùng phải có khoảng cách dài vừa đến khoảng giữa lòng bàn tay nếu duỗi tay thẳng xuống. Một cách khác để có thể kiểm tra điều này đó là khi bạn duỗi tay xuống và nắm hờ ngón tay lên thì ngón tay phải chạm được đáy vạt áo. Độ dài của quần phải trên mắt cá chân và vẫn nằm ở trên giày. Đây là độ dài hơi trùng, độ dài quá ngắn, và đây là độ dài vừa chuẩn. Nếu quần quá dài sẽ bị tạo thành các nếp gấp rất là xấu và thùng thình phủ xuống che đi đôi giày. Còn nếu quá ngắn thì chúng ta sẽ bị hở chân. Tiếp theo, không mặc quần quá rộng hoặc quá chật. Điều này là đúng với tất cả mọi hạng mục còn lại chứ không chỉ riêng gì quần. Như áo sơ mi và áo khoác, chúng ta có thể thấy chiếc quần rộng thùng thình với các nếp gấp nhầu nhĩ ở phía dưới sẽ khiến người mặc trông chật luộn thuộm và trông cổ điển. Với quần quá bó chật sẽ tạo thành rất nhiều vết gấp nhăn nhúm ở phía trước và cả phía sau quần, và cũng gây khó khăn cho các hoạt động thường ngày như đứng lên, đi lại, ngồi xuống. Chúng ta đã đi qua nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất, đó là làm thế nào để có một bộ suit vừa vặn. Tiếp theo, nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc với cúc áo. Hãy ghi nhớ rằng luôn luôn không cài cúc áo dưới cùng trong mọi tình huống. Với áo có 3 cúc, cúc ở trên cùng có thể cài hoặc không cài. Cúc thứ hai luôn luôn cài. Với áo có 2 cúc, cúc ở trên cài và cúc ở dưới không cài. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng với áo di lê. Cúc dưới cùng của áo di lê cũng không cài trong mọi tình huống. Nguyên tắc số 3, luôn mở hết cúc áo khi ngồi xuống. Điều này để tránh cho việc khi bạn ngồi xuống, chiếc cúc áo có thể bị căng quá, dẫn đến bị đứt hoặc bung ra, khiến cho bộ áo của bạn trông sộc sạch méo mó, ảnh hưởng đến form dáng áo. Nguyên tắc thứ 4, độ dài của cà vạt chỉ vừa đến thắt lưng, không ngắn quá và cũng không dài quá. Tương tự như vậy với độ dài của áo di lê, cũng chỉ vừa đến thắt lưng. Nguyên tắc số 6, màu của cà vạt phải tương phản với màu của toàn bộ màu bộ suit, thường là màu của cà vạt sẽ sậm hơn. Nguyên tắc số 7, tất phải dài đến bắp chân và tất cùng màu với quần. Tất dài đến bắp chân để đảm bảo cho việc khi ta đứng lên hoặc ngồi xuống sẽ không bị hở phần chân ra, và tất cùng màu với quần để đảm bảo nhìn giữa chân, quần và giày là trở thành một thể liền lạc thống nhất, không bị tách bạch ra phần giữa. Điều này cũng có tác dụng hách dáng, làm cho mọi người trở nên trông cao hơn.
Đặc biệt lưu ý không đi tất trắng. Tất trắng chỉ dành cho giày thể thao. Nguyên tắc số 8, tất cả những phụ kiện da ta sử dụng phải đi cùng màu với nhau, từ giày, thắt lưng, dây da đồng hồ cho đến túi ví, để đảm bảo chúng tôn lên vẻ đẹp cho toàn bộ bộ suit. Nói đến đồng hồ thì cũng có thêm một nhắc nhở cho các bạn là tốt nhất là nên sử dụng dress watch để trông thật sự lịch lãm và phù hợp với bộ suit của bạn. Nếu không cũng nên sử dụng đồng hồ dây kim loại, chứ tuyệt đối không dùng đồng hồ thể thao. Nguyên tắc số 9, phần túi áo ngực nên được để một chiếc khăn mùi xoa và có màu trái ngược với phần màu của áo khoác. Nếu áo sẫm màu thì khăn màu sáng, và nếu áo sáng màu thì khăn màu tối. Gợi ý cho các bạn một cách gấp khăn mùi xoa đơn giản. Các bạn cũng có thể tham khảo rất nhiều cách gấp khăn mùi xoa khác bằng cách search trên mạng. Nguyên tắc số 10, cách kết hợp giữa suit, sơ mi và cà vạt có họa tiết. Thông thường cà vạt nên có họa tiết lớn hơn họa tiết trên áo sơ mi. Trong 3 item sơ mi, cà vạt, suit thì chỉ nên có 2 item là có họa tiết, còn cái còn lại là để màu trơn, để tránh cho cái việc nhìn trông quá rối. Tiếp theo nữa thì theo mình thấy là anh em không nên quá lạm dụng họa tiết. Một vài cách kết hợp màu tham khảo cho anh em. Mọi người nên lưu ý cách phối màu sáng tối cơ bản để có thể làm nổi bật. Nguyên tắc là sáng tối phải đối lập nhau để có thể làm nền cho nhau nổi bật lên. Ví dụ như áo khoác suit đã tối màu thì sơ mi nên sáng hơn và cà vạt tối. Nguyên tắc 11, nếu bị đổ mồ hôi nhiều, hãy mặc áo lót cổ tim ở bên trong. Tại sao lại là áo lót cổ tim? Để nếu bạn không đeo cà vạt và mở cổ áo sơ mi thì sẽ tránh cái trường hợp bị lộ áo lót ở phía trong ra. Điều đấy là một tối kỵ vì nhìn trông sẽ rất luộn thuộm và xấu. Có rất nhiều hoạt động có thể dẫn đến đổ mồ hôi. Nguyên tắc 12 và là nguyên tắc cuối cùng, hãy cắt bỏ tất cả các phần chỉ thừa, tác áo. Trên bộ suit có rất nhiều phần chỉ thừa có tác dụng cố định form dáng áo trong quá trình may. Nhiều người không để ý và khi nhận áo về vẫn mặc nguyên như vậy. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn 12 nguyên tắc quan trọng để có thể mặc một bộ suit đẹp dành cho các chú rể chuẩn bị cưới và cũng dành cho tất cả các anh em nam giới. Và hãy nhớ như John Wick, dù có đi đánh nhau cũng phải diện suit thật đẹp. Nếu mọi người thấy video hay và hấp dẫn, hãy nhấn like và subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào cả nhà.